Hi, xin chào tất cả mọi người ha. Lại là TT 1985 review đây. Thì video clip hôm nay á mọi người là ngày 13 tháng 1 ha. Thì TT cũng có ra vài con điện thoại. Thì mong rằng mọi người xem được con nào thì mọi người cứ liên hệ với TT qua cái số điện thoại mình để trên màn hình nè mọi người. 0963 595 262 và đó cũng là số Zalo của TT luôn ha. Bên mình thì có chế độ là ship code toàn quốc, shipper giao đến nơi, mọi người được quyền mở hộp, kiểm tra máy, test máy, ok, máy thanh toán ha. Và mình cũng có đánh số thứ tự hết rồi. Mọi người mua con nào thì mọi người cứ nói rõ với TT. Ví dụ như đây nè, số 22 nè mọi người ha. Thì mọi người chỉ cần nói TT mình muốn mua con điện thoại số 22 video clip ngày 13 tháng 1. Đó, thì TT sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn. Và cái thông tin của máy á, đây là ví dụ như đây là iPhone X bản 64GB máy quốc tế nè, chỉ bị mắc Face ID nè. Thì những cái thông tin của máy á, mọi người, TT cũng có ghi cái dòng chữ ở phía dưới đây nè, dòng chữ phụ đề ở dưới phía dưới cái màn hình đó. Đó, ở phía dưới cái màn hình này nè, mọi người để ý ha, mọi người sẽ thấy được cái thông tin của máy. Mọi người nghe TT nói không kịp thì mọi người cứ dừng video clip lại và đọc cái dòng chữ ở phía dưới và mọi người sẽ nắm bắt được nhiều hơn ha. Đó. Và mọi người muốn xem kỹ hơn thì cứ qua bên Zalo cho TT một cái tin nhắn, mình sẽ review lại một đoạn cho mọi người xem nha. Rồi vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu luôn nha. Đây là cái số 1 nè mọi người. Đây là Samsung A9 nha. Samsung A9 RAM 6 bộ nhớ 128, màn là AMOLED 6.3 inch Full HD cộng, chip Snapdragon luôn mọi người. Cái này là chip Snapdragon là 660, cam là 24 chấm ha. Pin là 3800. Giá có 1.350.000 thôi. Cây này TT đang thanh lý giá cực kỳ rẻ luôn nha. Tai si hỗ trợ sạc nhanh nè. Cây này được cái tai si hỗ trợ sạc nhanh, nhưng mà đây cái màn máy đã qua sử dụng, màn zin nha, bao cho mọi người cây này là màn zin. Qua sử dụng thì màn hình có phải có chày, nó hơi bị xấu. Đó, mọi người thấy không? Nên thanh lý cái giá rẻ, nhưng mà được cái là màn zin cực kỳ đẹp luôn. Đây, ở màn mọi người thấy nè. Màn bao đẹp nha, màn nói chung là màn cực kỳ ok. Đó, mấy anh chị cô chú nào mà lớn tuổi mua mấy dòng này màn, tại vì cái màn là màn AMOLED nên nhìn rất là rõ luôn, full hết chức năng luôn nha mọi người. 1.350.000 con số 1 ha. Rồi tiếp tục sẽ là con số 2 nè. Con số 2 thì mình có con Oppo A1K nha. Oppo A1K RAM 2 bộ nhớ là 32, 6.1 inch thôi. Con này là chip MT6762, pin là 4000. Cái này pin 4000 cũng tương đối ngon ha. Giá đang thanh lý cho anh em giá chỉ có cây này để lại cho mọi người 850.000 một cây ha. 850.000 một cây, tặng cho mọi người một bộ sạc. Màn giọt nước hiển thị đẹp nha. Đó, Zalo, Facebook, YouTube tốt tốt các kiểu là ngon lành cành đào. 850.000 thôi con số 2 ha. Rồi tiếp tục là con số 3 nè. Số 3 thì mình có một con VMAX. Cái này là VMAX Lite nha mọi người ha. 6 RAM 6 bộ nhớ là 64, màn cũng to á, 6.2 inch. Màn là AMOLED nha. Những cái dòng này màn AMOLED rất là đẹp. Vỏ zin, men zin bằng zin, vỏ zin lưng có phải có chày là chuyện bình thường nha. Mọi người muốn mua cái lưng đẹp thì TT sẽ hỗ trợ cho mua cho mọi người cái lưng là 50.000 là đẹp ken ha. Nhưng mà máy cỏ mọi người ơi, mua về sử dụng chữa trái là ngon rồi. Màn nè. Màn hình hiển thị hơi bị đẹp, màn AMOLED mọi người. Màn những cái dòng này là AMOLED thì hiển thị cực kỳ đẹp. Đây, đó. Ha. RAM 6 bộ nhớ 64, Zalo, Facebook, YouTube tốt tốt các kiểu là hơi bị nét nha. Full hết tất cả nha. Đó, ngoại hình xấu thôi, tay si sạc nhanh luôn. 1.350.000 cho người xài thôi. Cái dòng này là chip nắp cao nè, 6.5 là Free Fire hay Liên Vương vẫn ngon luôn đó, nha. Rồi số 3. Số 4. Số 4 là Oppo A5s nha. Đây, mình có hai màu. Màu xanh đen nè, màu này là màu xanh dương. Màu xanh dương cũng nhìn cũng còn rất là đẹp luôn ha. Màu xanh dương và màu hồng thích hợp cho nam, cây màu hồng thì thích hợp cho nữ. Đó, bản RAM 6 bộ nhớ là 128 nha, cam là 13 chấm, màn hình hiển thị đẹp. Cây màu xanh này thì mình có mở nguồn lên sẵn đây nè. Đó, màn hình giọt nước hiển thị đẹp như nhau thôi mọi người, cây màu hồng cũng vậy, đẹp như nhau thôi ha, màn đẹp cực kỳ luôn. Pin rất là ổn nha, pin tới 4230, cam thì là 35 chấm nha. Dòng này thì hiện tại TT đang thanh lý là 1.350.000 cho mọi người xài nha. 1.350.000 Oppo A5s nha. Đó, ngoại hình vỏ viền đẹp hết, full chức năng. Zalo, Facebook, YouTube tớp tớp các kiểu là ngon. Số 4. Rồi tiếp theo con số 5 ha. Số 5 là một con Samsung J7 Dream. Samsung J7 Dream RAM 3 bộ nhớ là 32, 5.5 inch full HD cộng, chip là Exynos 7870, pin là 3500, đang thanh lý chỉ có 9 sợi thôi nha mọi người. 900k ha, màn hình hiển thị đẹp là mấy dòng này chứ Zalo, Facebook, YouTube tớp tớp các kiểu là bao ngon nha mọi người, full hết tất cả chức năng nha. 9 sợi thôi. Đó, số 5. Tiếp tục là con số 6. Số 6 là mình có một con Samsung J7 LED
nha. Samsung J7 LED 5,5 inch, RAM 4, bộ nhớ là 32, Full HD cộng nha. Chip là Helio B25 Lite, pin là 3000. Dòng này đang thanh lý là có 1,2 triệu thôi, vỏ viền ngoại hình đẹp, J7 LED nha, màn hình nè. Đó, màn hình hiển thị đẹp nha mọi người. Mấy dòng này thì Zalo, Facebook, YouTube tớp tớp các kiểu là ngon, màn zin đẹp nha. Đó, hiển thị ngon đẹp. Rồi 1,2 triệu thôi, còn số 6. Số 7 nè. Số 7 là một con Vivo. Đây là Vivo Y93 nha. Vivo Y93. Đó, RAM 6, bộ nhớ là 128 lần mọi người, 6,2 inch, vỏ viền ngoại hình đẹp nha. Chip Snapdragon là 439. Pin là 4030 ha, cũng có 1,2 triệu thôi. Vỏ viền ngoại hình đẹp hết, màn hình hiển thị đẹp nha. Đây, cam kết chụp hình. Mấy dòng này là ti có 1,2 triệu thôi, mua về làm máy phụ, máy chính đều được hết nha. Đây này, chụp hình thì nó tương đối thôi nha mọi người. Chụp hình thì những dòng này thì đây, đó zoom lên cho mọi người nhìn. Cũng ok, cũng nét nha. Rồi, thanh lý cho anh em Vivo Y93. Cây này thì giá là 1,2 triệu cho người xài thôi, có số 7. Số 8 là một, cũng là một con Vivo luôn. Cây này là Vivo V9 nha. Vivo V9. Cây này thì RAM 4, bộ nhớ là 64, chip Snapdragon luôn nha, 626. Màn hình là 6,3 inch Full HD cộng ha. Pin là 3260, cây này đang thanh lý là 1,250 cho mọi người luôn nha. Cây này cũng vậy, đang thanh lý cho mọi người giá 1,2 triệu mọi người xài thôi. Màn hình thì đẹp nha mọi người. Đó, con số 8. Vivo V9 giá là 1,250. Rồi tiếp theo nha mọi người là một cây số 9 nè. Số 9 là một con Samsung A12 ha, màu xanh, RAM 6, bộ nhớ 128, 6,5 inch. Chip là Helio G35, cam là 48 chấm, pin là 5000. Sạc nhanh nha, tay si hỗ trợ sạc nhanh lên đến 15W. Vỏ viền ngoại hình đẹp, màn hình thì hiển thị đẹp nha, máy zin full hết màn hình nè. Đó, màn hình hiển thị bao đẹp. Dòng này thì hiện tại mình sẽ thanh lý cho mọi người cái giá thì chỉ có RAM 6 thì đang là 2,1 triệu nha mọi người. Bản RAM 6 đang thanh lý cho mọi người giá là 2,1 triệu. Và có một cây nữa là bản RAM 4, bộ nhớ RAM 4, bộ nhớ 128 thì đang thanh lý cho mọi người là 1,950 nha. 1,950 là RAM 4, bộ nhớ 128, còn bản RAM 6 sẽ là 2,1 triệu. Đó, số 9 nha. Tiếp tục số 10 nè. Số 10 thì là một con Realme. Đây, Realme C21i ha. RAM 6, bộ nhớ 128, 6,5 inch HD cộng. Chip là Dimensity 720, pin là 5000, tai si hỗ trợ sạc nhanh luôn. Vỏ viền ngoại hình đẹp, cái này đang thanh lý cho mọi người giá là 1,000,000. Đây bây giờ cây này thanh lý còn đúng cây luôn. Thanh lý cho mọi người là 1,550,000 nha. 1,550,000 cho mọi người xài, màn hình hiển thị đẹp, tai si hỗ trợ sạc nhanh nha mọi người. Đó. Realme C21i. Rồi số 11. Số 11 sẽ là một con Oppo A17 nha. Oppo A17, đó, RAM 4, bộ nhớ là 64, chip là Helio G35, cam là 50 chấm, pin là 5000, hỗ trợ sạc nhanh, tay si hỗ trợ sạc nhanh nè. Cây được cái là zin hết ha. Cây được cái là full zin hết tất cả nha mọi người. Cây này thì là bản RAM 4, bộ nhớ là 64, chip là Helio G35 nha mọi người. Cam là 50 chấm, pin là 5000, tay si hỗ trợ sạc nhanh. Cây này bao cho mọi người là màn zin, men zin, máy zin hết tất cả. Cây này mình thu lại từ người dùng nha. Nên thanh lý lại cho mọi người cái giá rẻ mọi người xài. Bây giờ nếu mà cây này lấy thì tôi sẽ thanh lý cho mọi người giá chỉ có 1,6 triệu thôi nha. 1,6 triệu mọi người xài nha. Vỏ viền, vỏ zin, men zin, màn zin hơi bị đẹp luôn. Cam kết chụp bao nét nha. 1,6 triệu nha mọi người, con số 11. Rồi tiếp tục sẽ là con số 12 nè. Số 12 là một con Samsung. Samsung A02s ha. RAM 4, bộ nhớ là 64. Màn hình là 6,5 inch nha. Chip Snapdragon là 450, cam là 13 chấm, pin là 5000, hỗ trợ sạc nhanh là 15W, tai si luôn nha. Dòng này là tai si hỗ trợ sạc nhanh. Đây, màn hình hiển thị đẹp nè nha. Máy full zin hết tất cả. Samsung A02s, RAM 4, bộ nhớ 64, 1,4 triệu thôi nha. Rồi số 12, số 13 là một con Oppo. Oppo A9 nha mọi người. Cây này là Oppo A9 đời 2020. Đó, RAM 8. Này là được cái là bản RAM 8, là một bộ nhớ là lên đến 128, chip Snapdragon là 665, cam là 48 chấm lần, pin là 5000, tai si hỗ trợ sạc nhanh, vỏ viền ngoại hình đẹp keng nha. Vỏ viền thì ngoại hình đẹp keng, tai si sạc nhanh nè. Đó, dòng này thì hiện tại TT đang thanh lý cho mọi người giá là 2,2 triệu nha. 2,2 triệu mọi người xài, màn hình hiển thị đẹp nha, màn zin, màn hình giọt nước hiển thị đẹp. Đó, máy full zin,
Rồi cái này đang thanh lý cho anh em giá là 2 triệu 2 thôi nha. Con số 13. Rồi tiếp tục là số 14. Là một con Samsung nha. Samsung A11, RAM 3, bộ nhớ là 32, 6,4 inch. Màn hình là HD cộng chip Snapdragon nha. 450. RAM là 13 chấm, pin là 4000, sạc nhanh nha, tay si sạc nhanh. Ở chế độ là 15W, có hai màu, màu xanh và màu đen ha. Vỏ viền ngoại hình thì như nhau thôi, chủ yếu là mọi người thích cái màu nào thôi nha. Màu đen thì mình mở màn hình lên đây nè, đó màn hình là màn hình đục lỗ nè mọi người nha, màn hình đục lỗ hiển thị đẹp đó. Mua về nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube hiển thị bao đẹp nha. Rồi cái này thì đang thanh lý là 1 triệu 350 nha, tay si sạc nhanh, máy rất là ngon luôn á. Rồi số 14, số 15 là một con Samsung nữa nè. Đây là dòng Samsung A50 ha. RAM 4, bộ nhớ là 64, 6,4 inch, màn hình là AMOLED nha. Màn hình là AMOLED HD cộng, chip là Exynos 9610, RAM là 25 chấm, pin là 4000, tay si hỗ trợ sạc nhanh luôn nha. Đó, vỏ viền ngoại hình đẹp, màn zin hiển thị đẹp nha mọi người, màn zin hiển thị cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi cái này Samsung A50 TT đang thanh lý là giá chỉ có nhiêu đây, 1,5 triệu thôi nha. Samsung A50 giá 1,5 triệu cho mọi người xài. Đó, số 15. Rồi số 16, số 16 là một con Samsung đấy nè, này là A50s nha mọi người, vỏ viền ngoại hình đẹp hết. A50s RAM 4, bộ nhớ là 64, 6,4 inch, màn là Full HD cộng nha, AMOLED Full HD cộng, RAM là 48 chấm, pin là 5000, pin 4000 rồi mọi người, cái này được cái là pin 4000, nhưng mà sạc nhanh nha, 15W, vỏ viền nè, vỏ zin ha, thì vỏ zin thì những cái này nó bị chày là chuyện bình thường nha mọi người, ha, bị chày là chuyện thường, máy cũ đã qua sử dụng thì vậy thôi, màn zin hiển thị đẹp nè, bao cho mọi người màn zin hiển thị đẹp nha, đó, full hết, thôi. Samsung A50s cái này thì hiện tại TT đang thanh lý là 1,750 triệu nha, 1,750 triệu cho mọi người xài đó. Rồi tiếp theo là số 16 và số 17. Số 17 là Samsung iPhone nha, tới dòng iPhone nè. Rồi, có hai cây, hai màu, màu hồng và màu bạc nha, màu hồng và màu xám bạc đó. Thì cây màu hồng trước đi, đây là cây màu hồng trước nha mọi người. iPhone 6s bản 64GB máy quốc tế, cây này thì bypass rồi nha, cây này thì bypass rồi nên giá thì để lại cho anh em giá chỉ có 1,6 triệu thôi, 1,6 triệu mọi người xài nha, nhưng mà được cái là 64GB màn zin, men zin, mua về mấy dòng này anh em chạy Grab nè, chạy Grab hoặc là nói chung là chạy chơi game Liên Quân, Free Fire, PUBG là ok, thanh lý 1,6 triệu thôi, được cái là 64GB bypass thì gắn sim vô nghe gọi bình thường nha mọi người, giống như nghe gọi bình thường như một con máy quốc tế thôi nha. Đó, màn zin hiển thị cực kỳ đẹp luôn, Zalo, Facebook, YouTube nghe gọi ngon lành cành đào nha, như một con máy quốc tế. Rồi con 1,6 triệu thôi. Và đây cũng là cái con màu bạc nè, cây màu bạc màu xám nha, cũng là một con iPhone 6s Plus, và cây này thì bản 16GB ha, cây này thì là bản 16GB máy quốc tế, cây này thì cái là ai lâu sạch nha mọi người, 16GB thôi. Mắt vân tay, pin là pin mới, cây này thì mắc vân tay rồi, pin mới, giá chỉ có 9,5 triệu à nha. 6S Plus bản 16GB mà bây giờ thanh lý cho anh chị em giá chỉ có 9,5 triệu mọi người xài luôn, do thế nào ai lau sạch luôn, mắc vân tay thôi, nhưng mà cái màn là mọi người chỗ này nó hơi đen đen một tí xíu nha, nhưng mà mua về làm máy phụ đều ok nè, có nghĩa là cái đèn chỗ này nó hơi tối tối chút xíu, nó bị mắc đèn chỗ này nè mọi người nha, nhưng mà xài bình thường bao vô nè, đó nền trắng thì mọi người sẽ thấy nó mắc đèn chỗ này, bao cho mọi người cây này là màn zin hiển thị đẹp nha. Đây màn zin này không sao hết mọi người, hơi bị mượt nha, đó không sao hết, mua máy này về làm máy phụ ngon. 6S Plus thì cấu hình nó ổn ha, Liên Quân còn được mà mọi người, cây này nha thật sự Liên Quân vẫn còn rất là ok luôn á, còn Free Fire là ngon khỏi phải nói rồi, bao ngon bao mượt ha. Số 17. Rồi tiếp theo nha mọi người, số 18. 18 là iPhone 5S, mình có hai cây nha, cây màu bạc nè đó, cây màu bạc iPhone 5S bản 16GB máy quốc tế, mắt vân tay, pin là pin thay mới rồi, mấy dòng này thì mọi người mua về làm máy phụ là ngon nha, màn zin hiển thị đẹp cho mọi người, cây này là màn zin hiển thị cực kỳ đẹp đó ha, mua về nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube tớp tớp các kiểu là vẫn còn ngon lành cành đào nha. Cây này thì TT đang thanh lý là 6 xị thôi, 600k nha, mắt vân tay thôi mọi người, đây là bản 16GB và có cây này bản 32GB nè,
bản 32GB máy quốc tế cũng bị mất vân tay màu gold ha. Cây này thì mọi người 32GB thì mọi người lấy thì TT để cho mọi người cây này thì là 7 xị nha. Cây này thì là 700. Đó. Máy thì ok hết, màn hình thì hiển thị đẹp nha. Đây. Máy ngon lành cành đào. Rồi, iPhone 5S bản 32GB giá 7 xị. Ở số 20. Số 19 này đúng không? Số 20 sẽ là một con 7 led ha. 7 led bản 32GB, máy quốc tế full zin hết, pin là còn 87%. Ai lau sạch nha mọi người, máy quốc tế ai lau sạch vân tay vân chân còn đầy đủ luôn, vỏ viền ngoại hình thì có phải có chày thôi nha. Cây này thì vỏ viền có phải có chày thôi. Rồi nếu mà mọi người lấy cây này đi ha, thanh lý cho anh em giá là 1.950.000 thôi nha, bao rẻ nha. 7 led bản 32GB máy quốc tế full zin pin còn 87%. 1.950.000 mọi người xài ha, số 20. Rồi số 21 cũng là một con 7 led luôn. Và cây này là bản 128GB và nó là máy quốc tế ha. Cây này là dính keo mọi người ơi, dính nãy mình dán cái miếng dán lên nè. Đó, mình chưa có lau chùi ha. Cái tem á. Máy thì hơi bị đẹp, vỏ vì ngoại hình thì hơi bị đẹp. Mọi người chờ tí xíu mình lau là sẽ đẹp ngay. Đây nè mọi người. Đó, nha, do mình dán cái tem á, cái tem lên nó miếng này nó dán nó dính vô thôi. Đây màn hình là đẹp nè. Ở màn zin nha, máy full zin, pin là còn 100% luôn nha. Ở iPhone 7 led 128GB, vỏ zin, men zin, màn zin, máy full hết tất cả. Giá là 2.6 thôi nha. Vậy đi, 2.5 thôi, bớt cho anh em luôn. Ha, số 21 7 led 128GB, máy full zin, giá là 2.5 nha. Rồi số 22. Số 22 sẽ là một con iPhone X. iPhone X bản 64GB, máy quốc tế full zin. Cây này thì chỉ bị mất Face ID thôi mọi người, đang thanh lý là 3.3 nha. 3.3 cho mọi người xài con số 2 ở iPhone X nha. Màn zin hiển thị đẹp nè. Màn zin hiển thị đẹp nha. Chỉ bị mất Face ID thôi mọi người, chỉ bị mất Face ID thôi. Đây, ở Face ID bị lỗi nha. Bản quốc tế LLA nè. Đó. Đây 64GB nha. Rồi, cái này đang thanh lý cho anh em giá là 3.3 triệu. Số 23 sẽ là một con XS Max. Và cây này là bản 64GB, máy quốc tế, full zin, pin mới. Cây này thì giá đang là 5.9 triệu thôi nha. 5.9 triệu cho anh chị em xài XS Max 64GB. Vỏ zin, men zin, màn zin, máy full hết nha. Ngoại hình vỏ vì ngoại hình đẹp hết. Rồi, màn đẹp. Màn zin hiển thị bao đẹp cho mọi người. Rồi. Rồi. 5.9 triệu nha, iPhone XS Max bản quốc tế ai lau sạch. Hồi số 24 là một con iPhone 11. Đây, iPhone 11 bản quốc tế 64GB, full zin hết, pin là pin còn 91%. Vỏ viền ngoại hình cũng còn tương đối đẹp nha. Đây, vỏ viền ngoại hình tương đối đẹp, màu trắng nha mọi người. 5.9 triệu thôi, vân tay vân chân đầy đủ. Nói chung là máy này, à cái này Face ID cho mọi người nha. Nói chung là cây này thì full hết. Đây, giới thiệu cho mọi người xem đây. iPhone 11 bản GA nha, là bản Nhật Bản á, 64GB nè mọi người ha. Pin thì như là pin là nãy TT nói là còn 9 mấy% đó. Đây pin là pin zin còn 91%. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ha. 5.9 triệu thôi, iPhone 11 bản quốc tế 64GB. Nhận hàng được quyền mở hộp, kiểm tra máy, test máy ok mới thanh toán nên anh em cứ yên tâm nha. Số 24. Số 25. Số 25 sẽ là một con XR ha. iPhone XR 64GB, máy quốc tế full zin, pin là còn 85%. Giá đang thanh lý cho mọi người là 3.6 triệu. Cái này được cái là vỏ viền ngoại hình thì có phải có chày nha mọi người ha. Nên thanh lý tiền nào của đó thôi, XR mà giá có 3.6 triệu à. Cực kỳ rẻ cho anh em mua về mà trải nghiệm nha. Máy full zin hết. Đây màn hình thì hiển thị đẹp nha mọi người. Màn hình hiển thị đẹp. Rồi. Màn hình cái này thì nó có, mọi người nhìn kỹ nè, nó có phản quang nhẹ nhẹ tí xíu chỗ này nè. Đó nha. Chỉ vậy thôi nên thanh lý cái giá rẻ cho mọi người nè. XR bản ZA nha mọi người. Bản ZA 64GB. Đó nha. Máy hơi, nói chung là vỏ viền thì ngoại hình nó hơi có phải có chày tí xíu. Rồi 3.6 triệu thôi nha mọi người. Pin là còn 85% ha. Máy dòng này thật sự anh em mua về liên quân PUBG, Free Fire là ngon lành cành đào ha. Máy ok. 3.6 triệu. XR. Số 26 sẽ là một con iPhone nữa nè. iPhone 11 Pro Max nha. iPhone 11 Pro Max bản 64GB, máy quốc tế full zin
ha, máy full hết tất cả, pin là còn 93%, đang thanh lý là 8.9 triệu cho mọi người xài. Vỏ viền ngoại hình cũng còn hơi đẹp nha mọi người, cái này vỏ viền cũng ngoại hình thì hơi bị đẹp, màn hình hiển thị đẹp nè nha. Đây chu tâm đầy đủ nha, đó, máy xanh lè xanh lét luôn. iPhone 11 bản quốc tế, cam nè, chụp bao nét. iPhone thì nói chung là những cái dòng mà iPhone nó cam á mọi người, cam thì chụp rất là nét luôn ha, nét như nó thật, nói chung là nó thực tế, nó không có ảo ảo ha. Rồi cái này thì iPhone 11 bản quốc tế 64GB 8.9 triệu, tặng đầy đủ phụ kiện cho mọi người xài nha. Số 26, số 27 là một con iPhone 12, iPhone 12 Pro, cây này là iPhone 12 Pro bản 128GB luôn nha. iPhone 12 Pro bản 128GB, máy quốc tế full zin hết tất cả, pin còn 86%, đang thanh lý cho anh em giá cây này là 8.9 triệu nha. Vỏ viền ngoại hình cũng ok đó, iPhone 12 Pro màn hình hiển thị đẹp nha mọi người, cây này màn hình hiển thị đẹp full zin hết. Đây chu tâm xanh lè xanh lét nha. Rồi iPhone 11 12 Pro 8.9 triệu, 8.9 triệu cho mọi người xài nha. Cam kiết thì khỏi phải nói, mấy dòng này thì cam kiết thì khỏi phải nói là mọi người, hơi bị nét nha, cam trước nè, selfie nè, đó, ổn nha. Rồi mấy cái dòng này thì quá ngon rồi mọi người, chỉ việc mua về xài thôi nha. 8.9 triệu, phát ID chu tâm đầy đủ, máy sạch ai lau sạch. Số 28, Samsung A7 đời 2018, cây này cái là bản RAM 6 nha mọi người, RAM 6 bộ nhớ 128 ha, RAM 6 bộ nhớ 128 full thắt dây cộng, chip là Exynos 7885, pin là 3000. Cây này đang thanh lý cho mọi người cái giá là 1.5 triệu nha. 1.5 triệu mọi người xài RAM 6 bộ nhớ 128, bao cho mọi người cây này là màn zin men zin nha. Màn zin men zin hiển thị đẹp, máy full hết tất cả. Cây này là mình bị bơm hàng nha mọi người. Nói chung là mình gửi tới khách hàng, khách bị khách bơm. Đó. Nói chung là nên còn ha. Nếu dòng này thì anh em mua hỏi rất là nhiều luôn, nhưng mà gửi tới cho cả cái anh khách đó cuối cùng ổng không nghe máy, rồi chặn số tùm lum hết à ha. Rồi Samsung A7, cây này thì để lại cho mọi người là 1.5 triệu thôi. Tiếp theo là số 29. Số 29 là một con Samsung A71 nha. Samsung A71 RAM 8 bộ nhớ 128, 6.7 inch full HD cộng, chip Snapdragon là 730, pin là 4.5 triệu, cam là 64 chấm nha mọi người. Cây này thì ngoại hình vỏ viền nó hơi xấu nè, vỏ zin nha, bao cho mọi người cây này là vỏ zin nên nó hơi xấu. Còn ví dụ cây này là do người dùng họ dùng cái ốp lưng đó, nên nó chà ma sát, qua sử dụng thời gian ma sát thì nó bị xấu thôi. Nếu trường hợp mọi người muốn lưng này đẹp đúng không, hỗ trợ cho TT 50.000, TT mua cho mọi người cái lưng thay đẹp ken luôn nha, thay cho mọi người đẹp ken. Nhưng mà cái này là lưng zin thì để dậy xài vẫn ngon, mua một cái ốp lưng bảo vệ nữa là ngon rồi mọi người. Cây này thì mọi người lấy TT để cho mọi người giá chỉ có 2.9 triệu thôi nha. 2.9 triệu mọi người xài cây này thì màn zin có lưu ảnh nhẹ nha mọi người, màn zin có lưu ảnh nhẹ ha, bao cho mọi người cây này là màn zin, cam kiết chụp hình thì bao nét, màn zin men zin, máy full hết á ha, cam nè chụp ngon lành gành đào nè, cam selfie nè mọi người ha, bao nét dòng ai Samsung này. Nhưng mà cây này thì là màn zin có lưu ảnh nhẹ nên thanh lý chỉ có 2.9 triệu thôi nha, thanh lý cho anh chị em giá 2.9 triệu mọi người xài. Rồi bây giờ vậy đi, thanh lý cho 2.9 triệu, tặng cho cái lưng luôn, tặng cho cái lưng luôn. Nếu mọi người muốn lấy cái lưng khác á thì sẽ mua cái lưng khác tặng cho mọi người. Còn ví dụ mọi người muốn để cái lưng zin theo máy này á thì vẫn thì cứ sử dụng không sao hết nha. Nói chung là đơn giản là lưng cái đồ zin thì xài nó vẫn ok hơn, đơn giản là vậy thôi nha. Rồi 2.9 triệu nha mọi người. Và mình có một cây nữa nè, và mình có cái này nè đẹp cực kỳ luôn nè ha, cũng là số 29 luôn, cũng là một con Samsung A71 nha, cũng là một con Samsung A71. Cây này thì RAM 8 bộ nhớ 128 giống vậy luôn, nhưng mà được cái là vỏ zin men zin, màn zin, máy hơi bị đẹp nha, màn đẹp luôn nè, màn zin hiển thị bao đẹp. Cây này thì cực kỳ đẹp luôn đó. A71 mọi người lấy cây này thì TV để lại cho mọi người là 3.3 triệu nha, 3.3 triệu mọi người xài, vỏ zin men zin, màn zin ha, vỏ đẹp cực kỳ luôn nè, lưng đẹp nha, viền đẹp hết nha mọi người. Rồi màn cũng đẹp luôn, màn không ám ố nha, màn không ám ố, không lưu ảnh, hơi bị đẹp. Đây màn đẹp. Rồi cái này thì mọi người lấy thì để cho mọi người là 3.3 triệu nha. Nói chung là đơn giản, tiền nào thì của đó thôi mọi người.
Tiếp theo là số 30 nha. Số 30 sẽ là một con Vivo i33. Vivo i33s chứ mọi người. RAM 8, bộ nhớ 128, 6,5 inch Full HD+. Chip là Helio G80 ha, cam là 50 chấm, pin là 5000 tay si, hỗ trợ sạc nhanh, vỏ zin, men zin, màn zin full hết, cụm cam hơi bị đẹp luôn ha, cụm cam hơi bị đẹp luôn, cam vuông nè. Đó, máy zin, tay si sạc nhanh nha. Tay si hỗ trợ sạc nhanh, màn hình thì hiển thị đẹp, màn hình giọt nước ha. Màn hình giọt nước hiển thị đẹp, máy zin full hết tất cả. Cái này thì mọi người lấy thì TT đang thanh lý là 2.3. 2.3 cho mọi người xài. Rồi 2.2 thôi. Bao mọi người rẻ luôn. Thanh lý cho 2.2 thôi nha. Vivo i33s, RAM 8, 128, 2.2 thôi mọi người. Rồi, tiếp theo ha. Tiếp theo sẽ là số 33. Số 33 sẽ là một con Samsung A52 nè. Samsung A52, RAM 8, bộ nhớ 128, 6,5 inch, màn là AMOLED Full HD+. Chip nắp RGB là 720, cam là 64 chấm, pin là 5000, sạc nhanh ở chế độ là 25W nha. Vỏ viền ngoại hình ok, màn hình thì hiển thị đẹp nha mọi người. Màn hình thì hiển thị đẹp. Đây, màn hình máy ok hết. Mấy dòng này thì tha hồ mà chụp hình quay phim. Đó, màn hình luôn. Nói chung là màn hình hơi bị đẹp luôn. Đó. Rồi, cái này đang thanh lý. Cái này mọi người lấy thì để lại cho mọi người 3.2 thôi nha. 3.2 mọi người xài Samsung A52 RAM 8 bộ nhớ 128 nha. Màn hình AMOLED, chip Snapdragon là 720. 3.2 cái này thì thôi về đi, thanh lý cho anh em giá 3.000 chẳng đi nha. Số 31. 3.000 chẳng nha, Samsung A52 3.000 chẳng thôi. Tiếp theo là số 32 nè. Bộ hạt số 32 sẽ là một con Samsung Note 9. Samsung Galaxy Note 9, RAM 6, bộ nhớ 128, 6,4 inch, màn hình là UHD+, chip là Exynos nha mọi người. Chip là Exynos 9810, pin là 4000 ha. Đó, hai cam, nói chung là cam là cũng ok, màn cong, máy zin hết tất cả nha. Màn zin hiển thị hơi bị đẹp. Đây. Đó, RAM 6, bộ nhớ 128. Những cái dòng này thời nói chung là vài năm về trước, những cái dòng này là anh em xài là hơi bị vip. Cây bút sử dụng được bình thường nha, chụp hình hơi bị ngon luôn nha mọi người. Đây, cây bút sử dụng được, vẫn còn sử dụng được nha. Đó ha, máy thì ngon lành cành tàu. Đây, mình đang sử dụng cây bút nè, chụp hình nha. Đây nè, đó, mình bấm cái này chụp hình từ xa luôn nha mọi người. Dùng cây bút đó và mình khi mà mình đứng đây nè, đó, mình đứng mình chụp hình nha, mình chụp hình vẫn ok. Đó, đây, đó, thấy chưa, mình không chạm vô màn hình nha, là có nghĩa là mình bấm một cái nút đây nè mọi người. Đó, cái màn hình cái mọi người chờ tí xíu, cái gì ta, cái kính hơi bị mờ. Đó, đây ok rồi nè. Đó, khi mà bấm cái nút này ha, bấm cái nút này là màn hình sẽ chụp hình. Đó, thấy chưa, đây bấm là 1 2 3, bấm cái nút đây nè mọi người ha. Đó, rồi mọi người muốn vẽ vời cái gì các kiểu là vẽ vời bình thường, cái bút là vẫn sử dụng được nha. Đó. Mấy dòng này thời nói chung là vài năm về trước thì hơi bị vip. Anh em nào mà có tiền mới sử dụng mấy cái dòng Note này nè mọi người ha. Vậy bây giờ giá thì bao bèo luôn. Mọi người lấy thì cái này TT để lại cho mọi người là Note 9 nha. 3 triệu mấy hợp lý đấy ta. Rồi 3 triệu 3 đi nha. Cái này mọi người lấy thì để TT để lại cho mọi người 3 triệu 3. Đó, máy màn đẹp nha, được cái là màn zin hiện thì đẹp, không ám ố, không vàng nha mọi người ha, màn rất là đẹp luôn. Nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán. Đó, 3.3 cho mọi người xài con số 32 ha. Rồi tiếp theo một con siêu phẩm là mọi người Oppo Reno 9 Pro nha. Oppo Reno 9 Pro bản 5G, máy đẹp keng 99% luôn ha, máy full zin còn nguyên app luôn nha mọi người. Đó, RAM 16, cây này được cái là bản RAM 16, bộ nhớ là 256, chip là Dimensity 8100, mắt nhân 8, pin là 4500, sạc nhanh lên đến 67W là mọi người nha. Cây này hỗ trợ sạc nhanh lên đến 67W, vỏ vì ngoại hình thì đẹp keng rồi. Máy qua tuy là qua sử dụng nhưng mà máy vẫn còn bảo hành luôn. Màn hình cong nha. Màn hình cong cực kỳ đẹp luôn, máy full zin. Đó, máy dòng này thật sự luôn, anh chị em mua về xài là hết bài. Hai cam nè. Nói chung là cam chụp là ngon lành. Ừ. Những cái dòng Oppo Reno thì mọi người biết cam nó chụp rất là ảo rồi, nói chung là nó đẹp á. Ha. Ở này máy này thì thích hợp cho mấy chị em phụ nữ đồ chụp hình đồ bao ảo bao diệu. Đó. Màn hình cong nha, cực kỳ đẹp luôn. Ha.
Dạo này thì hiện tại là TT đang thanh lý là 6 triệu rưỡi nè. Thì thôi bây giờ bớt lại cho anh em xuống còn 6 triệu 3 thôi nha. Bớt cho anh em hai xị luôn, 6 triệu 3 bớt lại cho mọi người. Được cái là RAM 16 nha. RAM 16 bộ nhớ 256, tha hồ mà máy nó mạnh, tha hồ mà làm nha, quay phim chụp hình làm vlog tấp tấp các kiểu là bao ngon ha. Thì hình như là hiện tại máy mới là tầm khoảng 8 triệu mấy, gần 9 triệu một cây nha. Đó thì mọi người mua con này được cái đẹp 99% luôn. Giá thì 2/3 thôi nha. Đó, 6 triệu 3 cho mọi người xài. Số 33 Oppo Reno 9 Pro 5G. Số 34 Samsung. Samsung A53 ha. Cây này là Samsung A53 bản 5G, RAM 8, bộ nhớ 128. Màn hình là 6,5 inch Full HD cộng. Màn hình của nó là Super AMOLED đó mọi người. Cam là 64 chấm, pin là 5000 nha. Sạc nhanh ở chế độ là 25W là mọi người ha. Máy hơi bị đẹp luôn á. Chip con này là chip Exynos 1280 nha. Ồ, máy cực kỳ ok không? Chip Exynos cho mọi người 1280. Màn zin hiển thị nè. Đây. Wow, cái này mình quên mở nguồn rồi mọi người ơi. Nói chung là máy màn hình hiển thị đẹp ha. Cái này màn hình hiển thị đẹp, máy ok. Đang thanh lý cho mọi người, bây giờ về đi thanh lý cho mọi người giá 3.750 thôi nha. 3.950 nè mọi người. Bớt xuống cho mọi người còn 3.750 mọi người xài thôi. Màn nè, màn hình chữ Samsung như vậy mọi người biết nó nét cỡ nào rồi ha, full zin. Đó, mua thì qua bên Zalo mình sẽ review lại một đoạn cho mọi người xem. Đó. 3.750 nha. Rồi tiếp theo là một con Samsung nữa nè. Đây. Samsung A72 màu đen ha. Vỏ zin men zin màn zin nha mọi người, cái này là vỏ zin men zin màn zin màu đen thôi. Samsung A72, RAM 8, bộ nhớ là 256, 6,7 inch, Full HD cộng. Chip Snapdragon là 720, pin là 5000 nha. Cây này là pin 5000, sạc nhanh ở chế độ là 25W nha. Vỏ vì ngoại hình đẹp hết, màn hình hiển thị đẹp. Đây. Đây. Đó, màn hình thì hiển thị đẹp. Màn hơi bị to luôn nha. Đó, mọi người thấy không? Máy full zin hết tất cả nha mọi người ha. Máy hơi bị chắc, cụm cam nè, rất là đẹp luôn. Rồi, cái này thì hiện tại đang thanh lý cho mọi người cái giá là 4.2 triệu nha. 4.2 triệu mọi người xài, màn đẹp cực kỳ luôn mọi người. Thật sự mấy dòng này pin rất là trâu, màn zin men zin, màn hình đục lỗ nè, to ha, hiển thị đẹp. Samsung A72, 4.2 triệu nha, số 35. Rồi tiếp tục số 36 nè. Số 36 sẽ là một con Oppo chứ, Oppo A95 nha. Oppo A95 bản 5G, RAM 8, bộ nhớ là 256, chip là Dimensity 800 ha. Cam là 48 chấm, pin là 4300, pin là 4310 á, sạc nhanh ở chế độ là 33W. Con này đang thanh lý là 2.9 triệu. 2.9 triệu cho mọi người xài nha. Vỏ vì ngoại hình đẹp keng ha, cụm cam hơi bị chắc luôn mọi người. Đây. Đó, hơi bị đẹp nha. Màn hình đục lỗ nè, hiển thị đẹp. Màn zin men zin full hết tất cả nha mọi người. Cái này hiện tại TT đang thanh lý là 2.9 triệu thôi. Pin rất là trâu nha. Cái này TT bị bơm hàng gửi về để cả tuần không hết pin luôn. Pin còn rất là trâu luôn mọi người, thật sự ha. Rồi, cái này 2.9 triệu thôi, tặng cho mọi người đầy đủ phụ kiện. Số 36 ha. Rồi mình có con hàng full hộp nè. Mi nha. Mình có một con hàng full hộp thôi. Xiaomi Redmi Note 12 nha, Xiaomi Redmi Note 12. RAM 8 cộng 4, bộ nhớ 128. Màn hình là 6,67 inch, màn hình là AMOLED nha. Cam là 50 chấm, xài được cái này là xài được 4G. Đó. Pin là 5000, sạc nhanh ở chế độ là 33W. Xử lý màn hình, cây này là xử lý màn hình lên đến 120Hz luôn á mọi người nha. Cây này là xử lý màn hình 120Hz. Chip Snapdragon là 685 nha. Đây, màn zin hiển thị thì cực kỳ đẹp nha mọi người. Đó. Cây này là còn bảo hành luôn, cây này TT thu lại của khách còn bảo hành tới tháng 4 năm 2024 nha. Còn được bảo hành 3-4 tháng gì đó. Phụ kiện là phụ kiện zin theo máy luôn nè. Đó, có sạc là sạc zin theo máy luôn. Đây, ha, củ sạc, dây sạc là zin theo máy. Dây sạc ở dưới đây nè mọi người. Đó, củ sạc nè, củ sạc 33W nè. Ha. Đó. Mà anh em mà thu được mấy cái này thì rất là ngon. Hiện tại thì cái này, dòng này thì hiện tại mình đang thanh lý là giá chỉ có 3.3 triệu thôi nha. Full zin còn áp luôn, tai si sạc nhanh, máy hơi bị chắc. Mấy dòng này thì mua về Liên Quân, PUBG, Free Fire là ổn nha mọi người. Ha. 3.3 triệu thôi, sách hướng dẫn đầy đủ, cây tọt sim nè. Đó. 3.3 triệu. Redmi Note 12 ha. Rồi, video clip đến đây là hết nha mọi người.
Mong rằng mọi người xem được con nào thì cứ liên hệ với TT qua các số điện thoại trên đây nha, 0963 595 262 ha. Xem cho TT một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ nha, để khi mà mọi người TT ra một clip mới nó sẽ báo về điện thoại mọi người xem và chọn được cho mình những cái con điện thoại nào mà mọi người cảm thấy ưng ý với hài lòng nhất ha. Rồi bye bye tất cả mọi người nha.